Hai bé xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ nói về vấn đề chúng ta mới đón một bé cún về nuôi á. Ở đây mình có một bé poodle này mọi người, rất là xinh luôn. Đó, bé cái này, màu kem rất là xinh đẹp luôn, xinh đẹp và đáng yêu. Thì chúng ta sẽ chuẩn bị cho em những thứ gì cần thiết để chúng cho em phát triển nha. Chúng ta mình sẽ bỏ em vào lòng. Đầu tiên mình sẽ khuyên mọi người là chúng ta nên sắm cho em một cái lồng nhỏ. Nếu các bạn có thả thì chúng ta sẽ sắm một cái lồng nhỏ thôi. Đây, ở đây có một cái lồng bên mình bán là 300.000 nha, size nhỏ nhất. Ở đây mình có một bình nước để em tự uống nha mọi người. Thì tại sao có bình nước như thế này á mọi người? Tại vì á, nếu mà chúng ta bỏ bình nước vào lồng này, anh sẽ đi qua đi lại dẫn đến nước rất là dơ luôn. Bình nước như thế này nó sạch sẽ hơn, thì khi em uống thì em tự biết uống nha mọi người. Trong này rất là khô luôn, em sẽ tự biết uống, nó sẽ chảy nước xuống, sạch nước sạch sẽ hết. Thì chúng ta sẽ cho nước mới vào. Ở đây có một cây đó, cái nhỏ như thế này. Nhưng mà đây, cái lồng nhỏ này phù hợp với bạn à, lâu lâu chúng ta mới nhốt thôi, hay là chúng ta nhốt được đó thôi, thì chúng ta nên mua lồng nhỏ. Nếu các bạn nuôi lâu dài á, muốn nhốt vào lồng á, thì chúng ta nên sắm cái lồng bự hơn nha mọi người. Thứ nhất là em ở môi trường rộng rãi thoải mái á, thì em sẽ không gian sống nó sẽ nhiều hơn các bạn nha. Cũng như các bạn á, sống ở trong ngôi nhà nhỏ, sống ngôi nhà to thì tâm trạng của mọi người ở tất nhiên ở ngôi nhà to sẽ thấy thoải mái và phúc hơn, đúng không ạ? Đó, cái lồng này bên mình bán là 300.000, size dưới bự hơn là 650 các bạn nha. Có một size chung nữa mà hiện tại mình không có ở đây, không giới thiệu mọi người. Mới đầu khi chúng ta nhốt ẻm vào lòng mọi người, ẻm sẽ kêu, nhưng mà khi chúng ta ẻm sống trong lòng lâu rồi á, rồi ẻm sẽ quen, ẻm sẽ không kêu nữa. Thành ra chúng ta xem các clip trên Facebook hoặc là trên YouTube đó mọi người, bạn sẽ thấy á, các bé rất là thông minh, tự vô lòng ngủ luôn đó. Thì chúng khi em sẽ hình thành thói quen mọi người đó, em tự uống nước này mọi người thấy không, em sẽ hình thành thói quen á, tự chui vô lòng ngủ thôi đó. Thành ra chúng ta nếu nhốt trong lòng nhỏ hay to tùy vào điều kiện kinh tế của mọi người thôi, nhưng mà chúng ta nên sắm một cái lòng nhỏ xinh cho em nuôi kiểu như là ngôi nhà mọi người, em ở. Còn các bạn kho thả cũng được, cô tư đâu có gì đâu. Nhưng mà ví dụ chúng ta đi công chuyện, đi học, đi làm gì đó, thì nhiều khi chúng ta không trông nom em được đó, em sẽ chạy mất, bị bắt trộm của mọi người. Mình thấy đa số là bị bắt trộm thôi á, mất. Chúng ta sẽ sắm một cái lồng như thế này nha, lồng to như thế này khi em lớn thì chúng mình nuôi cũng vừa luôn. Còn lồng nhỏ này thì em nhỏ nó vừa hơi vừa thôi, chứ trưởng thành thì không là không vừa nữa nha. Tiếp đến là thức ăn. Ở đây mình có các thương hiệu như thế này, một gói này 500g mình bán là 165.000 nha mọi người. Nếu có điều kiện kinh tế, ở đây mình có một gói thương hiệu này, một gói ký rưỡi 120. Tùy vào điều kiện kinh tế của mọi người, chúng ta sẽ lựa chọn thức ăn phù hợp với em. Tất nhiên giá cao tiền hơn thì chất lượng sản phẩm nó sẽ ok hơn một xíu bạn nha. Không phải thức ăn mắc tiền em sẽ các bé sẽ thích ăn nha mọi người, không phải đâu. Cái đó là tùy vào tính cách của từng bé nữa, mọi bé có sở thích phong cách sống khác nhau của mọi người. Thành ra các bé thích ăn cái này thích ăn cái kia, không phải là thức ăn tốt ngon là em sẽ ăn. Có nhiều bé thích ăn thôi, cũng như thích hợp khẩu vị của nó sẽ thích ăn hơn. Thành ra chúng ta sẽ nuôi em và chúng ta sẽ cho ăn thử coi em thích cái gì, chúng ta sẽ thường xuyên cho em ăn hơn nha. Tiếp đó là sữa tắm này mọi người, ở đây mình có sữa tắm này đó, cũng nuôi đồ mọi người. Tại vì em có lông á và lông xoắn nữa, chúng ta phải sắm, nên sắm cái lược chải lông cho bé nha. Đặc biệt khi tắm á, xong á chúng ta sẽ sấy xong chúng ta sẽ chải lông đỡ rối cho mọi người, và hàng đầu viêm da. Ở đây mình có một cái chai này, chai trị thông thường và cơ địa các bé bút đồ mọi người. Em sẽ chảy nước mắt hai bên này mọi người, này sản phẩm này là góp phần hỗ trợ giảm chảy nước mắt nhé. Thông thường á
tùy vào cơ địa của từng bé, các bé dùng một lọ như thế này là chúng hiệu quả đến 70-80% rồi, các bé lại dùng nhiều hơn 2-3 lọ. Thành ra chúng ta sẽ cắt bớt lông quanh mắt này mọi người, để cho lông nó khỏi đông mắt, khỏi chảy nước mắt này. Chúng ta sẽ vệ sinh mắt, chúng ta sẽ cho uống dung dịch này, sẽ được review khá ok nha các bạn nhé. Bên mình có bán nhé, mình có thể ghé hai mét rồi mua. Thì nuôi cún thì chúng ta nên bổ sung vitamin mọi người. Ở đây có vitamin A, B, C, D, B6, omega 3, omega 6 này mọi người. Dưỡng da, dưỡng lông, bổ sung canxi, khoáng, nhiều thứ luôn nhé. Nói chung là thức ăn của các bé, từ thức ăn khô, thức ăn mềm thì có rất là nhiều thương hiệu khác nhau. Mình nói phía khúc trước rồi, đó là chúng ta vào phụ thuộc vào tính cách, sở thích của các bé. Chúng ta sẽ nuôi em và chúng ta sẽ phát hiện em thích ăn cái gì thì chúng ta cho ăn thôi. Và đây mình không có tư vấn thương hiệu nào, đánh giá thương hiệu nào tốt hơn thương hiệu nào hết trơn các bạn nhé. Cái đó là phụ thuộc vào các bé rất là nhiều luôn. Nhưng mà bao giờ kết luận một vấn đề, đó là cao thì nó sẽ chất lượng, độ đạm, độ an toàn nó sẽ cao hơn nha. Đồ chơi thì có nhiều đồ chơi, chúng ta sẽ mua đồ chơi trẻ, vừa trang trí mà vừa chơi. Đó, mê lắm nha. Đó, nó kêu kêu lại liền. Cái xương gầm này mọi người, một số sản phẩm xương gầm để sẵn răng không bị chắc bé nhé, có nhiều thương hiệu khác nhau chúng ta chọn. Các bạn có thể ghé hai bếp để các bạn sẽ tư vấn cho mọi người. Bên mình có bán nhé, nhiều thứ khác nhau, đơn giản nha thôi. Hoặc là chúng ta nuôi đơn giản là chúng ta mua một cái cuốn về, chúng ta phải chích ngừa 3 mũi, với một mũi dạy nữa là 4 mũi, và chúng ta cho ăn cơm, ăn thịt cá gì đó tùy mọi người. Nuôi cuốn là theo sở thích, phong cách và niềm yêu thích, đam mê, sự yêu thương, thành ra là không có một quy chuẩn nào nhất định. Nhưng mà có một điều bắt buộc là chúng ta phải tiêm vaccine nha mọi người, để phòng bệnh cho các bé. Hiện nay có rất nhiều trên thị trường, rất nhiều loại vaccine, chúng ta sẽ lựa chọn thương hiệu nào cũng được, nhưng chúng ta phải chích đủ và đúng ngày thì như thế sẽ bảo vệ bé đến 70-80% rồi mọi người nhé. Bye bye mọi người, cảm ơn mọi người đã ủng hộ khá rất là nhiều nhé.